Thưa Bách Bảo là một người rất là sáng suốt, kể những cái mẫu chuyện về Bác Hồ hay lắm. Ngày hôm nay á là giáo sư Hoàng Chi Bảo đến với chúng ta kể chuyện Bác Hồ qua Liên Xô, xin vũ khí của Liên Xô để mà về quýnh trận Điện Biên Phủ. Bây giờ mấy bạn nghe ảnh kể chuyện là nha. Cái chuyến đi sang Liên Xô nha, đi từ núi rừng Việt Bắc qua Trung Quốc đến Liên Xô vất vả vô cùng, đi bí mật, đi để xin vũ khí cho Điện Biên Phủ mới có thắng chứ, đúng không? Mà lúc bấy giờ Liên Xô đã công nhận Việt Nam đâu, thời đó là Stalin, mà ông ta là người rất là khệnh khạng, rất là độc đoán, độc tài, và ông ta rất dị ứng với Bác vì Bác rất sáng tạo. Bác Hồ qua Liên Xô mà lúc này là Stalin rất là độc đoán và độc tài, ghê ông không tiếp đón luôn. Vậy mà Tố Hữu nở lòng nào, hai tiếng đầu đời con gọi Stalin. Trời ơi trời. Thế mà sang đến nơi, ông ta lấy cớ là vì Liên Xô và Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao, chứ không thể đón trong nghi lễ ngoại giao được. Đấy. Bác bảo ở đây các đồng chí đón cả các đồng chí Trung Quốc, nhân tiện có tôi nữa, thì xin các đồng chí cho thông báo cái tin này. Đấy. Để mở rộng mối quan hệ mà. Ông ta trả lời nào, bảo các đồng chí sang đây là sang bí mật. Bây giờ nếu tôi cho không thông tin lên trên mặt báo thì người ta hỏi là thế đồng chí đến đây bằng cách nào, thì tôi trả lời thế nào? Đón mấy đồng chí Trung Quốc nhưng mà không thèm đón Bác. Stalin nói thẳng luôn, mặc dù là qua như vậy nhưng mà không có đón. Stalin rất là ganh tị, Stalin không cho gặp luôn mà chỉ có tiếp đón phái đoàn Trung Quốc. Nghe lại khúc này nè, Bác Bảo kể chuyện này hay lắm, tội nghiệp lắm, bi đát lắm. Thời đó là Stalin, mà ông ta là người rất là khệnh khạng, rất là độc đoán, độc tài, và ông ta rất dị ứng với Bác vì Bác rất sáng tạo. Thế mà sang đến nơi, ông ta lấy cớ là vì Liên Xô và Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao, chứ không thể đón trong nghi lễ ngoại giao được. Đấy. Bác bảo ở đây các đồng chí đón cả các đồng chí Trung Quốc, nhân tiện có tôi nữa, thì xin các đồng chí cho thông báo cái tin này. Đấy. Để mở rộng mối quan hệ mà. Mấy đồng chí đón đồng chí Trung Quốc có tôi nữa, thì bây giờ tôi xin mấy đồng chí cho thông báo cái tin này. Stalin nói không được, Trung Quốc thì được mà em không có đâu. Ông ta trả lời nào, bảo các đồng chí sang đây là sang bí mật. Bây giờ nếu tôi cho không thông tin lên trên mặt báo thì người ta hỏi là thế đồng chí đến đây bằng cách nào, thì tôi trả lời thế nào? Bác trả lời thế nào? Bác trả lời Stalin thế này nhé, dễ lắm, có cái gì đâu, đồng chí cho chúng tôi lên máy bay đi một vòng xong rồi hạ xuống sân bay nào đó thì mai báo đăng thôi, có gì đâu. Hay quá. Lãnh đạo một quốc gia mà đi qua bên nước của người ta xong rồi Stalin nói ơi không có tiếp mà cũng không có đăng báo gì, nó thì dễ ở có gì đâu, thì đồng chí Stalin cho tôi lên cái máy bay rồi cái đưa tôi qua một vòng cái đá sướng ngày mai báo đăng lên. Trời ơi là trời. Nghe lại khúc này nè, các đồng chí sang đây là sang bí mật, bây giờ nếu tôi cho không thông tin lên trên mặt báo thì người ta hỏi là thế đồng chí đến đây bằng cách nào, thì tôi trả lời thế nào? Bác trả lời thế nào? Bác trả lời Stalin thế này nhé, dễ lắm, có cái gì đâu, đồng chí cho chúng tôi lên máy bay đi một vòng xong rồi hạ xuống sân bay nào đó thì mai báo đăng thôi, có gì đâu. Ta xem Bác Hồ đúng là một chính khách tầm nhìn chiến lược vĩ đại mưu lược, mà Bác lại còn rất là nghệ sĩ các đồng chí, đúng không? Kêu lên máy bay ba vòng đáp xuống mà nghệ sĩ, tôi không biết nghệ sĩ đâu ra nữa, có lộn không vậy? Thế là Stalin cười chống chế là đúng là tôi bây giờ mới hiểu được cái thông thái của người Á Đông là thế đấy. Stalin lúc này nở luôn, thông minh thông thái thiệt. Thế đấy là cái chuyện vui nhé, bây giờ vào lúc tiếp nó khạnh khạng lắm cơ, gì Bác đi là phải nhẫn nhục, đi xin vũ khí để có chiến thắng Điện Biên Phủ, cho nên là thế nào cũng phải chịu đựng, nhất là thế của mình lại như vậy.
không tiếp bác theo kiểu là nguyên thủ quốc gia, không đón trong nghi lễ ngoại giao, tiếp bác ngay trong phòng làm việc của ông ta. Mà ông ta lại còn dị ứng với bác ấy, vì bác là giải phóng dân tộc, đại đoàn kết toàn dân, còn ông ta là chuyên chính vô sản, giai cấp mà. Cho nên là nó đối nhau. Và ông ta rất là dị ứng với bác. Dị ứng nhất là khi mà nghe bác đọc tham luận tại Quốc tế Cộng sản, cả hội trường hoan hô nồng nhiệt, còn ông ta thì nói tiếng Nga còn chưa sõi. Ông ta là người Trung Á mà. Cái thời điểm này Stalin nó nạp thằng Trung Cộng. Ủa lúc này Mao Trạch Đông chủ nghĩa xét lợi xét hại. Ủa Stalin nó đâu có chịu. Stalin này ghê lắm. Nó ghét bác lắm. Rồi bác qua vắc xin mà nó nhục. Đây nè, chỗ này kể nè, nhục lắm. Lúc này cái giọng của Stalin vậy nè: Quốc tế Cộng sản cho tiền tụi bay đào tạo, tụi bay đã đời, cử tụi bay về hoàng phố, tụi bay cấu kết với nhau, tụi bay lại dùng cái bài học của tao mày đào tạo riêng, rồi bây giờ mày đi theo cái thằng Mao Trạch Đông. Lúc này Stalin là khác tiếng mà, đâu có chịu. Bây giờ nghe tiếp nè. Vào lúc tiếp nó khạnh khạng lắm cơ, gì bác đi là phải nhẫn nhục, đi xin vũ khí để có chiến thắng Điện Phủ, cho nên là thế nào cũng phải chịu đựng. Nhất là thế của mình lại như vậy, không tiếp bác theo kiểu là nguyên thủ quốc gia, không đón trong nghi lễ ngoại giao, tiếp bác ngay trong phòng làm việc của ông ta. Mà ông ta lại còn dị ứng với bác ấy, vì bác là giải phóng dân tộc, đại đoàn kết toàn dân, còn ông ta là chuyên chính vô sản, giai cấp mà. Cho nên là nó đối nhau. Và ông ta rất là dị ứng với bác. Dị ứng nhất là khi mà nghe bác đọc tham luận tại Quốc tế Cộng sản, cả hội trường hoan hô nồng nhiệt, còn ông ta thì nói tiếng Nga còn chưa sõi. Ông ta là người Trung Á mà. Hôm Stalin nói tiếng Nga ông sỏi. Hôm đi ông nội có lộn không vậy? Ông mà nói tiếng Nga không sỏi thì làm sao ông lãnh đạo nguyên cái liên bang Xô Viết? Vừa phải thôi, ông lụm cuốn sách này đâu vậy ông? Trời ơi, vừa phải thôi. Nghe kỹ lại câu hỏi không? Ông ta rất là dị ứng với bác. Dị ứng nhất là khi mà nghe bác đọc tham luận tại Quốc tế Cộng sản, cả hội trường hoan hô nồng nhiệt, còn ông ta thì nói tiếng Nga còn chưa sõi. Ông ta là người Trung Á mà. Ông ta nói công khai thế này nhé: tôi thừa nhận Nguyễn Ái Quốc là một tài năng. Đấy. Nhưng Nguyễn Ái Quốc phải bớt gay gắt đi, vì bác công kích ghê quá mà. Nguyễn Ái Quốc phải bớt sắc sảo đi, trịch thượng đến thế cơ mà. Đấy. Trong khi đó nhé, các đại biểu thì nồng nhiệt hoan hô bác và vô cùng ngưỡng mộ. Nó có cả một cái chi tiết này: bà Vera, Vera tiếng Nga tức là niềm tin, niềm hy vọng này, bà Vera yêu bác lắm chứ, thư ký đoàn chủ tịch đại hội cơ mà. Nguyễn Ái Quốc đọc tham luận bằng tiếng Nga rất hùng biện, mồ hôi vã ra này. Bác cho tay túi quần tìm mùi xoa, không có, đi vội quá không có mùi xoa cơ mà. Từ khách sạn ra, bà ấy biết chứ, bà ấy lấy khăn tay của bà đưa cho bác. Bác cảm ơn, bác lau mồ hôi xong bác đút luôn đút túi, theo thói quen. Hết giờ họp về luôn không có trả lại. Cái chuyện nghe anh bảo này tôi không biết có lộn không. Việt Nam mà đi qua học tiếng Nga, mà ông Stalin là lãnh đạo của khối Liên Xô, mà Stalin nói tiếng Nga không sỏi, mà bác Hồ đọc rất là hùng hồ tiếng Nga, cái chỗ này nó hơi bị sai sai. Có học trò của nó, rồi lúc mà đi về Việt Nam phải xin phép nó, rồi nó cho đi về trường Hoàng Phố, rồi cho về Hoàng Phố, bây giờ nó mời qua để Quốc tế Cộng sản nó triệu tập qua, rồi xin nó được nó đón tiếp bằng nghi lễ của nguyên thủ quốc gia. Rồi Stalin không thèm tiếp đón trong đại sảnh mà kêu vô phòng riêng đóng cửa lại. Giờ Stalin đồng chí cho một chiếc máy bay chở tôi bay lên trên trời, xong rồi đáp xuống ngày mai báo đăng là tôi được tiếp đón. Và trong cái đó đi bộ, ok, đi bộ qua đợi mượn cái máy bay Liên Xô, kêu Liên Xô bay lên vòng đáp xuống để tiếp đón. Mình thấy cái chuyện này nó hơi phi lý. Rồi xong đến cái chuyện cái bà gì đó, bà Vera gì đó, rồi thấy đổ mồ hôi, quả mồ hôi. Việt Nam mà học tiếng Nga được bao nhiêu năm? Coi nè, nghe nè. Nó có cả một cái chi tiết này: bà Vera, Vera tiếng Nga tức là niềm tin, niềm hy vọng này, bà Vera yêu bác lắm chứ, thư ký đoàn chủ tịch đại hội cơ mà. Nguyễn Ái Quốc đọc tham luận bằng tiếng Nga rất hùng biện, mồ hôi vã ra này. Bác cho tay túi quần tìm mùi xoa, không có, đi vội quá không có mùi xoa cơ mà. Từ khách sạn ra, bà ấy biết chứ, bà ấy lấy khăn tay của bà đưa cho bác.
Bác cảm ơn, bác lau mồ hôi xong bác đút luôn vào túi. Theo thói quen, hết giờ họp về luôn không có trả lại. Về khách sạn ở mới nhớ ra, thế giới trên. Lại giặt là cẩn thận, hôm sau đến bác xin lỗi, bác trả lại. Bà Vera cười một nụ cười rất đôn hậu, người Nga tốt bụng lắm. Bà trả lời như này này, người Nga đã yêu ai mà đưa khăn thì không bao giờ lấy lại. Quá là một thông điệp là tình yêu rất là trực tiếp như thế rồi. Bác trả lời thế nào? Bác bảo thế ra nước nào cũng có những mỹ tục. Mỹ tục tức là những cái tập quán đẹp ấy. Ở Việt Nam chúng tôi còn có cả bài hát yêu nhau cởi áo cho nhau. Bác hết sức nghệ sĩ các đồng chí. Rồi sao nữa? Những cái tâm hồn như thế, tính cách như vậy, làm sao mà Stalin chấp nhận được? Đúng thôi, ông ta rất là chuyên chế độc tài mà. Ông ta cho kê sẵn hai cái ghế rời nhau trong phòng khách. Bác bắt đầu đi vào, ông ta bắt tay bác rồi nói ngay, nói vẫn rất kể cả trịch thượng. Ghế này là của công nông này, ghế này là của địa chủ tư sản đế quốc này, anh ngồi ghế nào đây? Stalin là nói khéo. Stalin chơi độc không? Stalin mời vô trong phòng. Một bên ghế này là ghế của tư bản địa chủ nè. Ông Hoàng Chi Bảo này ổng hay lắm, ổng y như là ổng chứng kiến mà ổng sống trong cái lúc đó rồi đó. Ổng tả lúc Stalin này nghe lại cái khúc này nè. Những cái tâm hồn như thế, tính cách như vậy, làm sao mà Stalin chấp nhận được? Đúng thôi, ông ta rất là chuyên chế độc tài mà. Ông ta cho kê sẵn hai cái ghế rời nhau trong phòng khách. Bác bắt đầu đi vào, ông ta bắt tay bác rồi nói ngay, nói vẫn rất kể cả trịch thượng. Ghế này là của công nông này, ghế này là của địa chủ tư sản đế quốc này, anh ngồi ghế nào đây? Ý là phê bình bác là không có lập trường giai cấp, bác là dương cao đại đoàn kết dân tộc. Bác trả lời bằng hành động, không trả lời bằng ngôn ngữ. Bác vẫn tươi cười như không. Bác kéo hai ghế liền nhau, bác ngồi đúng giữa. Thế đấy là một thông điệp đấy, thông điệp ngầm. Người ta gọi bác là triết học vô ngôn, triết học không có lời. Triết học vô ngôn. Còn Stalin không mời ngồi ghế, kéo hai cái ghế để hai bên vách tường, vô bác đứng đó. Đó, ghế này là của giai cấp công nông, ghế này chủ nghĩa tư bản nè. Ngồi ghế nào, chọn ghế nào, vào đứng muốn chơi cửa giữa, kéo hai ghế lại với nhau ngồi ngay chính giữa, vậy là đứng giữa luôn. Lập trường của người ta là một là bên này, hai là bên kia. Stalin là khét tiếng của Xô Viết mà, học trò rồi Liên Xô đào tạo cho bao nhiêu năm. Mà ông Hoàng Chi Bảo này đó, ổng y như là ổng đứng ở đó vậy đó. Tôi không biết ổng đứng ở đó hồi nào, ủa ổng tả hay thiệt đó. Và công nhận tôi nể ông Hoàng Chi Bảo này, ảnh rất là hay nha. Ảnh biết rõ từng cái chi tiết là cái cảnh bả diễn tả làm sao đồ rồi nhau. Ai viết lại ta? Nếu mà ở đó, bây giờ mình ngồi suy nghĩ thử, nếu mà ở đó chỉ có bác, rồi có bà Vera, rồi có Stalin, vậy là ai là cái người đứng ở đó? Mà lãnh đạo cấp cao mà làm gì có ai đứng sơ đó, vậy là ai người viết lại cái chuyện đó? Thì một là bác viết lại, hai là ở đâu rồi ạ? Ủa cái này mình cũng nhức đầu à. Thí dụ như có phim quay lại á thì không nói. Ủa ông này ông hay thiệt á, y như là ông đọc, y như ông đứng ngay đó ông kể luôn á. Ủa ông kể rất là chi tiết. Rồi bắt đầu nghe, cái bắt đầu cái bà kia tặng cái khăn, xong rồi bắt đầu nói là người Nga là khi mà tặng khăn là không có lấy lại. Rồi bắt đầu bác còn dữ hơn nữa. Việt Nam mình nói là yêu nhau, Việt Nam của tôi nói là yêu nhau cởi áo cho nhau luôn. Ồ ghê không? Hay, nó hay, công nhận nể Hoàng Chi Bảo được. Chuyện hay. Stalin nó ghét rõ ràng mà, phải không? Ai cũng công nhận là ghét Stalin. Mà Tố Hữu á, thì lại là hai tiếng đầu đời con gọi Stalin. Tức là ông Hoàng Chi Bảo này rõ ràng ông nói là Stalin là ghét bác Hồ lắm, trịch thượng lắm, vô không kéo ghế cho ngồi luôn mà đi qua, không thèm tiếp đón luôn, không thèm tiếp đón nghi thức nguyên thủ luôn, không thèm tiếp đón, thấy người Trung Quốc được tiếp đón qua, rồi chạy vô trong phòng, ủa sao nè, đồng chí Stalin không có tiếp tôi, thấy không, đồng chí Stalin không tiếp tôi, cái nói, ông đâu phải nguyên thủ quốc gia đâu, tiếp, thì bây giờ dễ lắm, đồng chí cho máy bay bay lên, rồi thả tôi xuống, rồi ngày mai báo đăng lên cái gì đâu. Vậy mà nghệ sĩ á, ông Hoàng Chi Bảo tiếp 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 tiếp
Ông ta bắt tay bác rồi nói ngay, nói vẫn rất kể cả trịch thượng: ghế này là của công nông này, ghế này là của địa chủ tư sản đế quốc này, anh ngồi ghế nào đây? Ý ý là phê bình bác là không có lập trường giai cấp đấy. Bác là dương cao đại đoàn kết dân tộc. Bác trả lời bằng hành động, không trả lời bằng ngôn ngữ. Bác vẫn tươi cười như không. Bác kéo hai ghế liền nhau, bác ngồi đúng giữa. Thế đấy là một thông điệp đấy, thông điệp ngầm. Người ta gọi bác là triết học vô ngôn, triết học không có lời. Ý là tôi chỉ cần đoàn kết, ai yêu nước chống đế quốc tôi đoàn kết hết, không phân biệt đế quốc, tư sản địa chủ phong kiến cả. Việt Nam vậy, Việt Nam là địa chủ kháng chiến chứ. Bác bảo hoa sen mọc trong bùn thối thì vẫn thanh cao cơ mà. Tôi là đoàn kết hết tất cả. Trong khi đó chủ trương của Liên Xô là phải chống tư bản, mà ảnh hô là bác là đoàn kết hết luôn, coi như là địa chủ địa hào, có địa chủ yêu nước cũng có vậy. Nhưng mà mới vừa kể xong tức thì cái ảnh quýnh vào lái lại liền. Đây nè, bây giờ nghe anh Hoàng Chi Bảo nói nè. Bác trả lời bằng hành động, không trả lời bằng ngôn ngữ. Bác vẫn tươi cười như không. Bác kéo hai ghế liền nhau, bác ngồi đúng giữa. Thế đấy là một thông điệp đấy, thông điệp ngầm. Người ta gọi bác là triết học vô ngôn, triết học không có lời. Ý là tôi chỉ cần đoàn kết, ai yêu nước chống đế quốc tôi đoàn kết hết, không phân biệt đế quốc, tư sản địa chủ phong kiến cả. Việt Nam vậy, Việt Nam là địa chủ kháng chiến chứ. Bác bảo hoa sen mọc trong bùn thối thì vẫn thanh cao cơ mà. Thời kháng chiến bao nhiêu cán bộ, sĩ quan, trí thức của chúng ta là buồn lắm chứ. Bởi vì là lúc bây giờ cải cách ruộng đất, cứ lo mình là con tầng lớp trên mà. Bác bảo sao chú buồn vậy? Thế là kể hết cho bác nghe nỗi lòng như vậy. Bây giờ lý lịch khai thế nào, chúng cháu là tầng lớp trên. Bác bảo có thế mà chú cũng buồn. Bác cũng là con nhà quan đấy, bác cũng là con nhà quan. Con nhà quan thì tốt chứ sao. Đấy, ta xem đầy bản lĩnh nhé. Là như vậy. Thì bây giờ bác trả lời Stalin bằng hành động, tôi ngồi đúng giữa, không phân biệt giai cấp. Dù giai cấp là vấn đề không bao giờ xem thường, nhưng đây là lúc giải phóng dân tộc. Ông ta không ngờ Hồ Chí Minh mà lại bản lĩnh như vậy, chứ không dám trịch thượng nữa, đấu dịu ngay. Đấu dịu ngay. Mà bác là người rất bao dung, kẻ rộng lượng, không có hẹp hòi, nhất là đang đi tìm việc lớn hơn, chứ bỏ qua cái tầm thường. À, lúc này là cải cách ruộng đất. Bây giờ mấy cán bộ khóc với bác, hỏi bác là bây giờ khai lý lịch sao? Bây giờ chẳng lẽ khai là tiểu tư sản, lý lịch mà phải ba đời mới ghê. Tôi là con nhà quan, vậy là nhà quan là thành phần tiểu tư sản rồi, phong kiến rồi. Rồi bà Nguyễn Thị Năm, bà Cát Hành Long đưa bao nhiêu tiền cho kháng chiến, rồi rốt cuộc đem bà Cát Hành Long ra xử tử luôn. Rồi đem người bao nhiêu người ra đấu tố, giết bao nhiêu. Rồi năm 1956 bắt lên TV bắt khóc. Tôi thấy chuyện này không đúng chút nào rồi đó ông Bảo ơi. Rồi cải cách ruộng đất là sức ép từ đâu? Nghe ông Bảo này nói chuyện coi bộ là không đúng rồi đó. Bác trả lời với Stalin rồi bác kể cái chuyện là mấy đồng chí kia nói là bây giờ khai lý lịch sao, rồi bác cũng nhận bác là thành phần tiểu tư sản. Thấy không đúng rồi đó. Giờ nghe lại khúc này. Thời kháng chiến bao nhiêu cán bộ, sĩ quan, trí thức của chúng ta là buồn lắm chứ. Bởi vì là lúc bây giờ cải cách ruộng đất, cứ lo mình là con tầng lớp trên mà. Bác bảo sao chú buồn vậy? Thế là kể hết cho bác nghe nỗi lòng như vậy. Bây giờ lý lịch khai thế nào, chúng cháu là tầng lớp trên. Bác bảo có thế mà chú cũng buồn. Bác cũng là con nhà quan đấy, bác cũng là con nhà quan. Con nhà quan thì tốt chứ sao. Đấy, ta xem đầy bản lĩnh nhé. Là như vậy. Thì bây giờ bác trả lời Stalin bằng hành động, tôi ngồi đúng giữa, không phân biệt giai cấp. Dù giai cấp là vấn đề không bao giờ xem thường, nhưng đây là lúc giải phóng dân tộc. Ông ta không ngờ Hồ Chí Minh mà lại bản lĩnh như vậy, chứ không dám trịch thượng nữa, đấu dịu ngay. Đấu dịu ngay. Mà bác là người rất bao dung, kẻ rộng lượng, không có hẹp hòi, nhất là đang đi tìm việc lớn hơn, chứ bỏ qua cái tầm thường. Bác với tay trên bàn Stalin, cầm họa báo đọc. Có cái họa báo Nga in ảnh màu cô gái rất đẹp. Bác thì cần gì họa báo ấy đâu. Bác đọc loáng thoáng vài chỗ, bác bảo đồng chí có tờ họa báo đẹp quá, ảnh cô gái Nga rất đẹp, tôi muốn xin đồng chí làm kỷ niệm.
và xin đồng chí một chữ ký. Bác khẳng định ngay chứ ông đã cho đâu. Tôi muốn xin đồng chí làm kỷ niệm và xin đồng chí một chữ ký. Bác đưa ra để ông ký luôn. Thế chả nhẽ từ chối bác à? Đành phải miễn chưỡng biếu bác và ký một chữ. Bác cẩn thận đến như thế mà vẫn mất cắp đấy không? Nó lại lấy mất đấy. Đời bác cũng nhiều thứ bị mất lắm đấy nhé. Nhật ký trong tù mất bao nhiêu lần đấy nhé. May mà tìm thấy bức tranh của danh họa Picasso tặng bác mà cũng mất. Bác sang Pháp mà ông ta ngưỡng mộ bác lắm, vẽ tranh tặng bác. Râu tóc vẽ rất đơn sơ, đôi mắt mỗi một mắt vẽ một ngôi sao. Bác xem xong bác cảm ơn, bác cuộn tròn lại. Bác giao cho ông đại tá cận vệ của bác là đại tá Vũ Đình Huỳnh, người đầu tiên được phong đại tá làm cận vệ cho bác. Bác bảo chú cất đi cho bác, không công bố, sau này hãy hay. Thế mà rồi về toàn quốc kháng chiến nổ ra, dọn tất cả lên núi rừng Việt Bắc, đánh mất bức tranh đó của bác. Ồ, ghê thiệt, Picasso tặng một cái bức tranh luôn. Rồi bắt đầu kháng chiến, mất bức tranh Picasso. Cái chỗ này mắc cười quá. Cái cuốn của Stalin tặng, mà cái cuốn đó là có hình cô gái Nga rất là đẹp. Tại vì tặng cho bác, rồi bắt đầu bác đem về mà bị còn bị ăn cắp mất nữa rồi. Ghê vậy, có cuốn báo cũng ăn cắp nữa. Vậy là chứng tỏ mấy cái tờ báo đó là hàng hiếm đó. Làm giống như cuốn Playboy vậy đó, mất. Trời ơi trời, khổ khổ bác quá à. Nãy giờ từ đầu đến cuối là bác bảo kể, bây giờ mình túm lại câu chuyện cho mấy bạn nghe là, tức là bác là không có được mời qua bên Nga, mà giống như là triệu tập qua thôi, không phải là nguyên thủ quốc gia gì đó. Stalin không thèm tiếp đón, tiếp phái đoàn Trung Quốc nước này nước kia. Còn bác qua không thèm đón, tức quá xin phép vô trong phòng gặp Stalin. Mới nói bây giờ sao đồng chí không đón tôi bằng nghi thức. Bây giờ mày qua bên đây mày qua đường lậu, đi đường bộ qua mà. Đồng chí cho chiếc máy bay chở tôi lên trên trời bay một vòng, cái đáp xuống cái ngày mai báo đăng. Ui, vụ này mà vụ này là nghệ sĩ nha. Hồi nãy Hoàng Chi Bảo nói nghệ sĩ, xong đến cái kèo thứ hai. Đến kèo thứ hai nữa, Stalin kéo vô trong phòng khách mời vô. Để hai ghế, kéo ghế ra hai bên. Bên này là địa chủ, bên này là công nhân nông dân. Chọn bên nào? Anh đứng cạnh chơi cửa giữa, anh lấy hai ghế anh kéo lại với nhau, anh đặt ngay chính giữa. Anh leo lên anh ngồi ngay chính giữa đó, tức là không ngồi xuống cái ghế. Kênh lại, Stalin quê chứ. Hả không? Stalin quê. Tôi không chọn ai đó, tôi là hả giai cấp nông công nông gì địa chủ gì gom vô hết luôn. Mà Liên Xô là cái chế độ là cộng sản, mà cộng sản là phải bài trừ giai cấp bóc lột. Mà cái kèo này là hơi bị lạ á. Tại vì cái chủ nghĩa cộng sản là bài trừ tư bổn bóc lột, mà phải là có gọi là kiểm tra lý lịch. Rồi bắt đầu lại kể thêm cái chuyện nữa là bác nói với mấy đồng chí là mấy đồng chí kia sợ quá, đến cái lúc mà chuẩn bị cải cách ruộng đất, mấy đồng chí cán bộ bị gọi lên kê khai là lý lịch, nói chết cha rồi bác ơi, con toàn là con của địa chủ đồ này kia. Không đâu sao đâu, bác cũng là quan, bác cũng quan. Đến hồi bác nghe bác nói vậy, mấy đồng chí yên tâm về nhà khai lý lịch đúng, ở tù một mớ. Tại vì lúc này là đại diện cho Trung ương Đảng Việt Nam, mình là đương kim hồ chủ tịch, đi qua quốc tế cộng sản mà đi về không có cái gì để bằng chứng là gặp Stalin hết làm sao. Thấy Stalin có cái cuốn báo Ravia đó, in hình lúc đó cái tờ của Liên bang Xô Viết in hình màu, có hình cô gái Hồng Vân đẹp lắm. Mới kêu Stalin nó thôi bây giờ đồng chí cho tôi cái cuốn tạp chí này đi. Tại vì hồi đó cái đó in cái loại in màu đó hiếm có lắm. Thì bắt đầu mới kêu Stalin á là bây giờ đồng chí ký vô cho tôi một cái đi, giống như đồng chí tặng tôi đi. Thì ổng mới ký, ổng mới tặng cho tờ báo. Vừa chuẩn bị đi về Việt Nam, cái đám mật vụ của quốc tế cộng sản á, nó chôm lại cái tờ đó về Hà Nội, không có cái gì, không có cái gì để bằng chứng cơ, không có tấm hình nào chụp với Stalin đó, không có một tấm nào luôn. Người ta Trung Quốc Chu Ân Lai có hình chụp với Stalin, những nước này nước kia có hình chụp với Stalin, Stalin không thèm ngồi gần, không thèm vỗ tay trong bài phát biểu luôn. Này ông Hoàng Chi Bảo ông nói không có cái gì đem về hết. Rồi xong, bây giờ mình mới nhắc lại cái vụ cải cách ruộng đất nè. Quýnh trận Điện Phủ 54 xong. Rồi về khai lý lịch lại thật thà, nghe lời bác gọi lên, bác hỏi sao vậy? Nói dạ thưa bác là con là thành phần con của địa chủ. Cái bác nói bác cũng quan nè, nhà bác quan nè, ba bác cũng là quan nè, đâu sao đâu, càng tốt. Mấy đồng chí cứ thật thà khai báo đi, khai xong mấy đồng chí ở tù hết. Đem ra đấu tố hết. Trung Quốc nó qua, nó cho một cái chuyên gia, lúc này Chu Ân Lai cho người qua kiểm soát.
cái vấn đề đấu tố ruộng đất, cải cách ruộng đất. Ông Hoàng Chi Bảo nói là không sao hết, không có phân biệt giai cấp gì hết. Mà đây nè, coi nè nha. Người cày phải có ruộng. Sau kháng chiến, cải cách ruộng đất được mở rộng. Tiếc thay vì giáo điều đã phạm sai lầm nặng nề. Báo cáo trước Quốc hội, Hồ Chủ tịch đã nhận trách nhiệm và tự phê bình trước toàn dân. Nước mắt Bác đã rơi xuống khi nói đến những tổn thất đau thương do sai lầm gây ra. Người khẳng định, một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có và tìm mọi cách mà sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.